Sáng 17 tháng 10, thông cáo báo chí của nhà sản xuất vừa được gửi đi theo đại diện nhà sản xuất sau khi tiếp thu ý kiến của khán giả cùng với các cuộc đối thoại, trao đổi một số nội dung liên quan đến bộ phim với cơ quan chức năng. Đoàn làm phim điện ảnh Đất Trường Phương Nam đã chủ động đề xuất phương án chỉnh sửa một số chi tiết trong bộ phim. Theo đó, dòng chữ lấy cảm hứng từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Đoàn Giỏi và bộ phim Đất Phương Nam được đưa lên đầu phim, bổ sung thêm nội dung cho câu giới thiệu Hành trình vẫn còn phía trước thành hết phần 1 Hành trình vẫn còn phía trước, điều chỉnh cụm từ Nghĩa Hòa Đoàn thành Nam Hòa Đoàn, Thiên Địa Hội thành Chính Nghĩa Hội trong tất cả các câu thoại liên quan hai cụm từ này trong phim điện ảnh Đất Trường Phương Nam.